Sự tích hoa lan. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một bộ lạc tên là Aruaki sinh sống. Bộ lạc này may mắn bắt được một con chim orchid chuyên đẻ những quả trứng bằng vàng. Vì thế, cuộc sống của bộ lạc vô cùng sung túc. Thưa tộc trưởng, chim thần orchid đã đẻ trứng rồi ạ. Vậy sao? tốt lắm. Mau mở tiệc để cả làng ăn mừng nào. Nào, chúc mừng bộ lạc ta đã có được một kho báu quý giá. Chúc mừng. Từ giờ trở đi, dân làng ta đã có thể no ấm, không phải lo làm lụng vất vả nữa rồi. Mỗi tháng chim orchid sẽ đẻ một quả trứng bằng vàng. Ta sẽ mang trứng vàng đi, đổi lấy tiền và chia cho tất cả mọi người. Hay quá, tuyệt vời quá. Nhưng loài chim này rất quý hiếm, không nơi nào có được, nên tất cả những người trong làng phải giữ kín bí mật này, đồng thời cũng phải thay phiên nhau bảo vệ tổ chim thần. Chúng tôi xin nghe theo sự chỉ dạy của tộc trưởng ạ. Thế này nha, ta sẽ phân công như sau. Các chàng trai sẽ nhận nhiệm vụ luân phiên nhau dương cao giáo mát, canh gác bên ngoài cổng làng. Còn các cô gái sẽ thay nhau phục quanh tổ chim phòng khi có biến. Nhưng tốt nhất vẫn là tuyệt đối giữ bí mật. Vâng, thưa tộc trưởng. Từ ngày có báu vật chim thần, cuộc sống của bộ lạc vô cùng thanh bình và sung túc. Cho đến một ngày. Đến giờ em phải về rồi. Vẫn còn sớm mà. Ở lại với anh thêm chút nữa đi. Không được. Em đã nói dối cha để đến gặp anh, nên phải về nhà trước khi trời tối. Cha em mà biết em có qua lại với người ngoài làng, sẽ trách phạt em cho mà coi. Sao cha em lại cấm em qua lại với người bên ngoài làng chứ? Đấy là quy định chung mà cha em đặt ra để bảo toàn bí mật của tộc. Em lại là con gái của tộc trưởng nên không thể vi phạm được. Bí mật gì thế? Có thể nói cho anh được không? Không được. Bí mật này chỉ có người trong làng được biết thôi. Em không được phép nói ra cho người ngoài biết. Nhưng anh đâu phải người ngoài đâu. Anh là người yêu của em mà. Sớm muộn anh cũng sẽ thuyết phục cha em để cưới em làm vợ. Lẽ nào em không tin tưởng anh sao? Nhưng mà em... Tin anh đi. Anh sẽ không thể tiết lộ cho bất cứ ai biết bí mật này. Thật chứ? Anh thề, nếu như có nói ra nửa lời, anh sẽ bị thiên lôi đánh. Nè, đừng có thề nữa. Em tin anh mà. Cha uống chút trà cho ấm người ạ. Con gái ngoan. Tộc trưởng. Thưa tộc trưởng, tổ chim thần đang gặp nguy hiểm ạ. Một đoàn người đang tiến về hướng tổ chim để tấn công. Sao lại có chuyện đó? Làm sao họ biết được? Tất cả những người canh gác ngoài cổng làng đâu? Tất cả những thành niên canh gác ngoài cổng làng đều đã bị đánh thuốc mê ngất xỉu. Bọn chúng đang tiến đến gần tổ chim, nơi chỉ có những cô gái đang canh giữ. Nghe bảo dẫn đầu đoàn quân chính là con trai của tộc trưởng bộ lạc Haruni ạ. Trời, không, không thể có chuyện đó được. Kìa, Maya, mau đi kiếm ngựa đuổi theo nó và tập hợp tất cả dân làng đến đây. Các cô gái, nếu muốn sống thì hãy tránh xa tổ chim thần ra. Chúng ta chỉ đến lấy loài chim vô giá để đẻ ra trứng vàng này, sẽ không làm hại các cô đâu. Không được, chim thần là báu vật của bộ lạc ta. Các người từ đâu đến mà đòi cướp đi chứ? Mau cút ngay đi. Nếu các cô không tránh ra thì đừng trách những mũi tên này không có mắt. Dừng lại. Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Anh đã từng thề với em cơ mà. Anh nói là anh yêu em mà. Từ lâu ta chỉ muốn lợi dụng cô để bôi móc bí mật này thôi. Để tình cô đã yêu thương ta thật lòng, hãy tránh ra một bên đi, để ta mang chim thần đi. Anh lừa tôi. Thì ra là cô đã tiết lộ bí mật. Cô thật là tôi sai. Tôi sẽ đền tội cho dân làng. Tôi sẽ bảo vệ báu vật chim thần orchid của làng đến cùng. Cho dù anh có biết được bí mật này thì tôi cũng sẽ không để anh mang chim thần đi được đâu. Các cô đúng là ngu ngốc. Nếu không mau trèo xuống, chúng ta sẽ bắn chết đó.
Cha tôi đã biết chuyện và đang cùng mọi người trên đường đến đây. Anh không thoát được đâu. Chúng tôi sẽ cùng giữ tổ chim cho đến cùng. Đúng vậy, chúng tôi sẽ giữ báu vật của làng đến cùng. Các người đừng hòng mang đi. Chúng ta không còn thời gian đâu. Mau mang con chim thần về trước khi bọn chúng đến. Phóng tiễn. Cho dù bị trăm tên vạn tiễn, Mai Gia cùng các cô gái vẫn kiên định ôm chặt cành cây để bảo vệ cho tổ chim thần. Cuối cùng họ cũng chờ được tộc trưởng đến cứu viện. Chim thần được bảo vệ, nhưng họ đã ra đi mãi mãi. Sau khi họ chết, từ chỗ cành cây, một thứ hoa ngát hương mọc thành chùm như tái hiện lại hình ảnh các cô gái anh dũng, kiên cường bảo vệ báu vật của làng cho đến chết. Từ đó về sau, người đời nay gọi tên loài hoa đó là hoa phong lan. Chuyện chàng mồ côi. Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, diện mạo lại cục mịch xấu xí, được người làng nuôi cho khôn lớn. Người ta quen gọi chàng là mồ côi. Mồ côi càng lớn càng làm khỏe, không có ruộng vườn, ngày ngày chàng đem sức đổi lấy hai bữa ăn. Anh mồ côi, anh làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya, chắc là anh đói rồi, anh ăn đi. Chàng nghỉ ngơi uống nước đã, kẻo mệt. Thằng mồ côi vừa xấu xí vừa nghèo khổ, thế mà con gái làng mình ai cũng quý mến nó. Đã thế mình tìm cách đuổi nó khỏi làng cho bỏ tức. Vì ghen tức với mồ côi mà trai làng tìm cách đánh đập chàng. Không còn cách nào khác, mồ côi đành bỏ làng ra đi. Chàng tới một ngôi làng khác xin làm thuê để kiếm sống. Ngươi muốn xin làm thuê sao? Để ta nghĩ xem ngươi có thể làm được gì. Tuy nó hơi xấu xí, nhưng trông khá khỏe mạnh, hẳn là nó có đủ sức hái cho ta cả một rừng trám. Ngươi hãy hái hết 200 cây trám cho ta, ta sẽ trả cho ngươi 500 lạng bạc. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay nhờ có thằng mồ côi mà ngày nào mình cũng bán hàng xe bò trám, chúng ta giàu to rồi. Phải, tôi đã nói là nó rất khỏe lại chăm chỉ mà. Nhưng mà nó sắp hái hết 200 cây trám rồi, không lẽ mình phải trả nó 500 lạng bạc tiền công cho nó sao? Làm gì có chuyện đó, tôi đã tính cả rồi. Đây là cây trám cuối cùng rồi. Phải rồi, cây trám thứ 200. Người cứ hái nốt cây trám này, ta sẽ trả cho người 500 lạng bạc như đã nói. Cảm ơn phú ông. Ông ơi, ông mang thang đi đâu đấy? Mau cho tôi xuống với, đừng bỏ đi. Vì cây trám vừa to lại vừa cao, nên mồ côi không có cách nào trèo xuống được. Chàng ngồi trên cây bao nhiêu ngày mà không được ăn, khiến bụng đói lạ, cơ thể mệt mỏi, không còn sức sống. Cho tới một hôm, Ông là ai ạ? Ta là thần núi, ta tới đây để giúp con. Con là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành nên ta giúp, ta sẽ cho con thứ này. Ta cho con một chiếc rìu để có thể chặt củi kiếm sống. Còn hai viên thuốc này, một viên uống vào sẽ khỏe mạnh, một viên uống vào sẽ trở nên khôi ngô tuấn tú. Con đa tạ thần núi. Cháu chào bác. Bác có cần người làm thuê không ạ? Ta đốn củi để nuôi 6 cô con gái, lấy đâu ra tiền để thuê cậu làm việc chứ? Vậy để cháu giúp bác đốn củi. Cậu thì làm được gì chứ? Bác cứ thử xem. Trông vậy nhưng cháu rất khỏe đấy ạ. Ừ, vậy cậu giúp tôi đốn củi xem nào. Đây là viên thuốc giúp mình có sức khỏe, mình sẽ uống xem sao. Cậu không những khỏe mạnh mà còn rất nhanh nhẹn. Cậu hãy về nhà tôi, ở cùng với gia đình tôi nhé. Thế là bồ côi được bác tiều phu cho về nhà mình ở.
Hàng ngày chàng lên rừng đốn củi cùng bác. Đây là ba cô con gái của ta. Còn các con, đây là chàng mồ côi đã giúp ta đốn củi. Từ nay cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta. Trời ơi, anh ta xấu xí quá. Sao có thể cho một người xấu xí như vậy ở chung nhà cơ chứ? Chúng con không thích anh ta ăn cơm cùng đâu ạ. À. Chàng ăn nhiều vào cho có sức. Cảm ơn nàng. Thấy chàng mồ côi chăm chỉ, hiền lành, lại thấy chàng khá thân thiết với cô con gái út, bác Tiều Phu liền cho họ nên duyên vợ chồng. Em đồng ý lấy người xấu xí như vậy sao? Thật là xấu hổ. Rồi cả làng sẽ cười lăn ra khi thấy em có người chồng xấu xí như vậy cho mà xem. Thần núi cho ta viên thuốc này, dặn là uống vào sẽ trở nên khôi ngô. Ta sẽ thử xem sao. Vậy là lễ cưới của chàng mồ côi và cô con gái út nhà bác Kiều Phu, trong sự ngạc nhiên và ghen tị của hai cô chị. Nhờ chăm chỉ và có một sức khỏe phi thường, chàng mồ côi nhanh chóng có của ăn của để, và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Sự tích cây đu đủ. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có bác nông dân nghèo nhưng lại rất thích nuôi chim. Bác có nuôi một chú chim sáo nhỏ, và mỗi ngày dù đi đâu, bác cũng xách theo chú chim sáo cưng của mình. Cứ mỗi lần nghe chim sáo hót là dường như bao nhiêu mệt mỏi của bác nông dân đều tan biến. Cũng ở vùng đó có lão phú hộ nổi tiếng tham lam, keo kiệt. Dù giàu có nhưng đến một hạt thóc trong nhà lão cũng không để lọt đi đâu. Cái lũ vô tích sự kia, chúng mày dám để rơi thóc của ta hả? Ta cắt hết công ngày hôm nay của chúng mày. Dạ, xin ông bớt giận. Chúng con tuyệt đối không dám để rơi ạ. Chẳng qua con đang lửa để nhặt lên, sao cho nó không bị dập nát thôi ông ạ. Liễu thần hồn. Ôi chim sáo ngoan của ta, đây đều là những hạt thóc nếp vừa đến độ chín, ta dành hết cho mì đấy. Hôm nay suýt chút nữa chúng nó ăn không, ăn hỏng mất hạt thóc của ta. Từ rày ta phải thật để ý hơn nữa mới được. Hôm nay sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chim sáo yêu quý của ta, sao không nghe thấy tiếng hót của nó nhỉ? Hả? Chim sáo của ta, con sáo của ta đâu rồi? Mày bay đi đâu mất rồi sáo ơi? Sáo ơi, sáo nhỏ của ta ơi. Bà có thấy chú chim sáo của tôi bay hướng nào không? Bác có thấy chú chim sáo của tôi bay đi đâu không? Xem hôm nay tớ bắn trúng được những hai con chim này. Mày đưa cháu đi săn chim ư? Như thế là không được nha. Chim chóc là bạn của con người, ai lại làm thế hả? Mà mấy con chim chóc bắn được đâu, đưa bác xem nào. Trời ơi, may quá, không phải con sáo của ta. Không biết nó bay đi đâu mất rồi. Bác ơi, có phải bác bị lạc mất một chú sáo nhỏ phải không ạ? Ủa, sao cháu biết chim sáo nhỏ của ta? Sáng nay lúc ta phát hiện ra thì cái lồng chim chỉ còn trống trơn. Ta tìm hỏi khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Bác à, vừa nãy ngang qua nhà ông Phú, cháu thấy mọi người túm tụm vì bắt được một chú chim sáo đấy bác. Bác thử qua đó xem có phải chú chim sáo của bác không. Vậy à, cảm ơn cháu nha, để bác qua xem. Ôi chết thật, nếu đúng là con chim sáo của ta bay lạc sang đây thì kiểu gì cũng bị lão phú hộ bắt vạ cho mà xem. Ông Phú có nhà không ạ? Đúng là chim sáo nhỏ của mình bay lạc sang đây thật. Dạ, chào ông Phú, chẳng hay ông vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn bác, tôi vẫn khỏe. Chỉ là mới sáng ra đã hơi đau đầu vì ồn ào quá. Chẳng biết đâu ra mới sáng mà có con chim nhà ai bay lạc qua đây hót ầm ĩ. Đã thế lại còn ăn mất ba hạt ngô giống nhà tôi đấy bác ạ. Một hạt thóc cũng không để sót thì con chim ăn mất hẳn ba hạt ngô không phải là chuyện nhỏ rồi. Đúng vậy, phần này thì ông Phú tha hồ bắt vạ. Chả giấu gì ông Phú,
Ừ, con chim bay lạc sang đây đích thị là chú chim nhà tôi bị sổng lòng. Nhưng vốn dĩ chim chóc chỉ là động vật không biết suy nghĩ, nên mới lỡ bay qua đây làm càn. Ừ, chỉ mong ông Phú đây chỉ hòa vi quý để tôi được đền bù lại, nhất định không để ông Phú thiệt thòi. Hay chết, cùng là hàng xóm láng giềng, ai lại để chuyện con chim nhỏ thế kia ảnh hưởng được chứ. Chả là hôm nay mới sáng đã ồn ào, tôi đang đau đầu quá. Bác cứ xách chim về đi, còn món nợ ba hạt ngô từ từ tính. Ồ, ông ấy cho mình xin lại con sáo dễ thế ư? Hả, ta có nghe lầm không? Hôm nay bác cứ xách chim sáo của mình về đi nha. Tôi phải đi nghỉ ngơi chút đã. Thời gian thấm thoát trôi đi, tưởng rằng lão Phú Hộ thật sự không bắt vạ bác nông dân, nên câu chuyện chú chim sáo bay lạc hôm đó cũng dần chìm xuống. Nào ngờ, 3 năm sau gặp một đêm mưa bão lớn mà thành ra tan tác hết. Duy chỉ có nhà bác nông dân vì thu hoạch sớm nên không hề bị tổn hại gì. Trời ơi, vụ mùa của ta, thóc gạo của ta, chả nhẽ giờ ta phải chịu cảnh lương thực trong kho bị vơi đi ư? Trời ơi. Đúng rồi, các người nghe đây. Ông Phú nhà tôi có chuyện tìm bác, bác mau đến xem. Tìm tôi ư? Có chuyện gì nhỉ? Tôi nghĩ ra rồi, chắc hẳn ông Phú gọi bác đến để bắt vạ rồi. Hả? Bắt vạ? Đúng rồi, chẳng phải 3 năm về trước con chim sáo nhà bác bay lạc sang ăn mất 3 hạt ngô của ông Phú đấy sao? Hẳn là hôm nay ông Phú cho gọi ông vì món nợ đó rồi. Tôi cứ tưởng chuyện lần đó ông Phú cho qua rồi. Cho qua là cho qua thế nào? Chúng tôi lỡ làm rớt một hạt thóc còn bị ông ấy đòi cắt công. Đằng này con chim sáo của bác ăn của ông ấy hẳn 3 hạt ngô. Hôm đó ông ấy nói vì đau đầu nên chưa tính. Còn hôm nay tôi đoán rằng khi thấy ruộng lúa của mình bị hỏng hết cả, ông ấy mới xót ruột đi đòi bù vào đấy mà. Thì ra là vậy, chỉ có 3 hạt ngô mà cũng không tha. Đằng nào vụ mùa nhà tôi năm nay cũng không thất thoát gì, đã vậy tôi mang trả cho ông ấy gấp đôi, hẳn 6 hạt ngô cho xong chuyện. Thấy chết, 6 hạt ngô ư? Bác thật hàm hồ, làm gì có chuyện như thế chứ. Vậy ý ông là sao? Năm đó con chim của bác ăn của ta 3 hạt ngô. 3 hạt ngô ấy nếu ta gieo xuống đất, sau 3 tháng được 3 cây bắp. Mỗi cây lại sinh ra được một bắp nữa, mà một bắp thì được 1.500 hạt. Gieo thêm 3 tháng với số hạt này, được 1.500 cây bắp nữa. Tính sơ sơ như vậy thì trong vòng 3 năm mà bác định mang trả ta 6 hạt bắp thôi ư? Ôi trời ơi, ông Phú, sao ông lại tính toán như vậy được? Vậy ta phải tính như thế nào? Con chim của ông ăn của ta 3 hạt bắp có người làm chứng. Và ông định nói có thành không à? Tôi không có nói có thành không. Chỉ là cách tính của ông như vậy thì thật không phải. Không phải ư? Ta nói cho ông biết, đúng là ta tính như vậy không phải. Vì thực ra ta tính đợi đủ 5 năm ta sẽ đòi nợ ông. Khi đó nhân lên ông chẳng thể trả đủ bằng số hạt bắp được, mà ta sẽ thu nợ cả nhà và đất của ông luôn đấy. Cãi lý chẳng lại, bác nông dân chỉ biết nhìn lão Phú Hộ thu hết kho thóc nhà bác. Mặc dù đang trọng bệnh, bác nông dân vẫn cố đi làm trả nợ. Vừa làm, bác vừa hướng về phía nhà lão Phú Hộ chèn ép mình lẩm bẩm. Đâu đủ đâu mà trả, đủ đâu mà trả. Vừa dứt lời, bác gục ngay tại chỗ. Ít ngày sau, chỗ bác nông dân chết, nhanh chóng mọc lên một loài cây lạ. Người trong làng gọi cây ấy là cây đâu đủ, nhưng sau này người ta đọc khác đi và được gọi là cây đu đủ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.